Người Việt Nam Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả gần xa Kính chúc quý vị và gia quyến một cuối tuần vui vẻ Và tràn đầy yêu thương bên những người thân yêu của mình Rất mong quý vị luôn đồng hành và ủng hộ kênh Người Việt Nam Châu Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người Những bản tin hàng ngày liên quan đến Người Việt Nam Châu và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tin tức tổng hợp người Việt Nam Châu trong tuần qua Nghi ngờ bạn thân cặp bộ giới vợ của mình Một ông ở Bình Thuận bị bạn đâm chết một cách giả mang Ông bà ta thường nói Cứu vật vật trả ơn Cứu nhân Nhân trả oán Câu thành ngữ này rất đúng cho trường hợp của một vụ giết người giả mang ở Bình Thuận. Báo chí trong nước đưa tin, ông Trần Văn Nhân, 36 tuổi, ở phường Phước Hội, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, từng là bạn bè với Nguyễn Minh Dượng, 26 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An. Hồi năm ngoái, anh Nhân từng cho Dượng tá túc trong nhà mình ở Bình Thuận như người thân. Sau đó, vợ ông Nhân bỗng dưng bỏ nhà đi và chỉ mới quay về vài hôm trước ông nhân nghi ngờ ông dượng rủ rê vợ mình bỏ nhà đi nên giữa hai người đàn ông thường xảy ra xích mích khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng giêng ông nhân đi làm về một lúc sau nghi can dượng xuất hiện mở cửa xông vào phòng tắm đâm ông nhân hơn chục nhát dù được đưa đi cấp cứu nhưng sáng ngày 14 tháng giêng nạn nhân đã chết tại bệnh viện cùng lúc nghi can nguyễn minh dượng bị công an thị xã la di bác khẩn cấp với cáo buộc giết người gần đây liên tục xảy ra các vụ án mạng liên quan đến tình ái ở Việt Nam. Tình trạng các bé gái chưa đến tuổi trưởng thành mang thai ngoài ý muốn ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Ngày càng nhiều nữ sinh lớp 8, lớp 9, tức chỉ mới 13 đến 15 tuổi, được các phụ huynh đưa đến bệnh viện Hùng Dương khám vì các bé gái này lỡ dại mang bầu do không được giáo dục giới tính cẩn thận. Theo ghi nhận của tờ Tuổi Trẻ hôm 12 tháng Giêng, tại bệnh viện, trong trường hợp tuổi thai nhi còn nhỏ, các bé gái được giúp bỏ thai để tiếp tục đến trường, nhưng có những thai đã lớn thì buộc phải giữ lại để sinh con. Bản tin dẫn một trường hợp một người mẹ 40 tuổi ở Sài Gòn đưa con gái 15 tuổi đến khoa kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Hùng Dương để khám thai cho cô bé. Bà mẹ kể, gần một tháng nay, con gái bà tỏ ra mệt mỏi nhưng chiều tối nào cũng chăm chỉ đi tập gym, vì theo lời con gái bà, tập gym với hy vọng thai sẽ rớt ra ngoài. Bà mẹ thấy con gái tự nhiên hay mặc đồ rộng, người có vẻ mập hơn, gặn hỏi thì bé gái trả lời, con đã có thai. Con không biết, bé gái đáp khi bị mẹ dò hỏi về bạn trai và có thai từ khi nào. Theo lời bà mẹ, trước vụ bỗng dưng có thai, con gái bà học giỏi, tự chủ trong mọi việc nên bà tin cậy con và hai vợ chồng bà chỉ lo làm ăn. Các bác sĩ chẩn đoán thai nhi đã được 7 tháng tuổi, không thể can thiệp được gì vì thai quá lớn. Lúc này, bà mẹ đồng ý với việc giữ thai lại để bé gái sinh con. Tuy vậy, bé gái lại năn nỉ bác sĩ giúp bỏ cái thai vì không muốn việc học bị gián đoạn, muốn học lên cấp 3. Bác sĩ Nguyễn Thị Sa Giang, phó khoa kế hoạch hóa gia đình, được dẫn lời, các bé gái chưa đến tuổi trưởng thành đã quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây. Bác sĩ này phân tích nguyên do là vì các bậc cha mẹ, dù có kinh tế khá giả hay khó khăn đều mãi lo kiếm tiền, ít có thời gian quan tâm đến con và trò chuyện cùng con. Đáng nói là có không ít trường hợp bé gái có bầu đến 6-7 tháng thì phụ huynh mới hay biết. Với những trường hợp này, các bác sĩ không thể giúp phá thai. Theo quy định ở Việt Nam, bác sĩ chỉ được phép tiến hành bỏ thai dưới 23 tuần tuổi. Cộng đồng mạng xô xao tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bay chức chủ tịch nước. Ngày 14 tháng 1 năm 2023, trên mạng Facebook có xuất hiện nhiều thông tin về việc ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ bị mất chức trong thời gian tới, với nguyên nhân đưa ra là sức khỏe của ông Phúc không đủ để tiếp tục công việc. Quyết định cho ông Phúc nghỉ việc đã được Bộ Chính trị Cộng sản thống nhất, còn thời gian công bố thì chưa biết khi nào. Trên Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà, chuyên đưa tin chính xác về thông tin nội bộ cao cấp của giới chức Cộng sản viết một cách mập mờ, ám chỉ rằng căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng ngôi sao bóng đá quảng nam đã bị rút thẻ đỏ trót quyền thi đấu anh chuẩn bị rời sân chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề điều này khiến dư luận cho rằng nhân vật mà bà trà nói ở đây là ông nguyễn xuân phúc quê ở quảng nam một số facebooker khác thì nói rõ ra rằng ông phúc đã bị cho hạ cánh và sẽ được giải thích là gì vấn đề sức khỏe mặc dù thông tin trên chưa được xác minh rõ ràng vẫn còn phải chờ thời gian trả lời tuy nhiên kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng từ trước đến nay những thông tin liên quan đến tứ trụ triều đình cộng sản và những thông tin trong nội bộ nhà cầm quyền mà một số Facebooker đưa ra đều khá chính xác. Trước đó, vào ngày 13 tháng 1, ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhiệm kỳ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng đã bị ban bí thư cộng sản cảnh cáo vì liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Phi trường Tân Sơn nhất đông nghẹt, Diệt Kiều phải chờ dài cả cổ mới làm xong thủ tục và lấy hành lý. Càng gần Tết, số lượng di Kiều từ các nước về quê ăn Tết ngày một đông, khiến phi trường Tân Sơn nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Nghi nhận của báo Dân Trí hôm 16 tháng Giêng cho biết, tại các khu vực làm thủ tục của phi trường Tân Sơn nhất luôn chật kín người đứng chờ đến lượt làm thủ tục đi và về. Theo nhân viên an ninh phi trường, tình trạng đón người thân ở phi trường quốc tế Tân Sơn nhất dịp Tết Quý Mão năm nay đông hơn, sau thời gian vắng vẻ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trung bình, mỗi giờ có từ 7 đến 13 chuyến bay hạ cánh. Các khung giờ có nhiều chuyến bay quốc tế đến là vào khoảng 1 giờ trưa đến 7 giờ tối. Và càng về khuya, các chuyến bay liên tục đáp, dòng người đến đón người thân đông hơn. Để kịp đón người thân, nhiều người cho biết họ phải có mặt tại phi trường ít nhất từ một tiếng trước khi máy bay đáp xuống. Rút kinh nghiệm từ mấy năm trước khi đón hai em gái từ Mỹ và Úc về nhà ăn Tết, bà Nga ở quận 10, Sài Gòn cho biết năm nay bà chỉ đi cùng một người em trai đến phi trường Tân Sơn nhất, không cho con cháu đi theo. Phi trường đợt này chật chội lắm, gặp được người thân có khi mất vài tiếng. Mấy đứa nhỏ ra đứng mỏi rồi ngồi bật ra sàn thì tội nghiệp lắm, bà Nga nói. Về phần mình, sau khi máy bay đáp xuống, hành khách về từ ngoại quốc phải chờ 2 đến 3 giờ đồng hồ mới làm xong thủ tục ra cửa lấy hành lý để ra khỏi phi trường. Nói với báo Vinh, anh Đăng Khôi, diệt Kiều Mỹ, cho biết do đông quá phải chờ khoảng 2 tiếng. Còn về xe taxi ra khỏi phi trường, bình thường khoảng 15 phút, nhưng giờ phải chờ 30 phút. Chưa hết, giá xe cũng tăng cao. Còn anh Trần Mạnh, Diệt Kiều Canada, phàn nàn cho biết, chờ lấy hành lý khoảng 2 tiếng. Chưa hết, tôi có mấy người bạn mới về mấy ngày trước còn bị thất lạc hành lý, cũng may 2 đến 3 ngày sau thì tìm được. Mọi người chờ rất sốt ruột. Kiều bào về nước ai cũng có chút quà cho gia đình chứ không phải nhiều. Phi trường có thể làm nhanh một chút để chúng tôi không phải bất an chỉ mong muốn vậy thôi. Trước đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách đến làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. Cửa ra máy bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay, đại diện cảng hàng không loan báo. Ngoài ra, phi trường Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành, giờ máy bay đáp xuống để giảm bớt tình trạng quá đông đúc liên tục xảy ra tại đây. Hai bà phó giám đốc bệnh viện Thủ Đức bị bắt vì sai phạm trong đấu thầu. Hôm 16 tháng 1, bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết, hai phó giám đốc bệnh viện Thủ Đức, bác sĩ Nguyễn Lan Anh và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, đã bị bắt giam vì dính líu đến vụ án. Vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại bệnh viện Thủ Đức và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vào ngày 16 tháng 1 thông báo cho truyền thông nhà nước về lệnh bắt giam hai bà bác sĩ vừa nêu. Lệnh này cũng được diện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, vào cuối năm 2021, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm ông Nguyễn Văn Lợi đã bị bắt về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ông Quân và ông Lợi bị bắt vì bàn bạc, cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu, trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Vụ án này thu hút chú ý của công luận vì ông Nguyễn Minh Quân sau khi bị phát hiện sai phạm đã chi tổng cộng 2.6 triệu đô la Mỹ tức gần 60 tỷ đồng, để nhờ người chạy án. Ông Quân liên hệ với ông Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ phòng 6 thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của bộ công an, nhờ lo lót không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, theo cục cảnh sát điều tra tội phạm, sau khi nhận tiền, ông Kiên không chạy án mà sử dụng số tiền trên để đầu tư bất động sản. Ông Quân sau đó không thấy sự việc tiến triển nên đòi tiền lại, ông Kiên đã trả lại 1,15 triệu đô la Mỹ Ông Quân tiếp tục nhờ người giới thiệu gặp Trần Văn Long, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt, cùng luật sư Bùi Thị Hồng Giang nhờ chạy án. Ông Long đồng ý và yêu cầu Quân chuyển 1,5 triệu đô la Mỹ. Số tiền này ông Long và luật sư Giang đưa lại cho cán bộ công an Lê Thanh An để nhờ giúp đỡ. Ông An sau đó nhờ một người mang tiền đến gặp sư trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu, nguyên ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì chùa Nông ở Hưng Yên để nhờ giúp việc của ông quân. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, những người này chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho bất kỳ ai để chạy án cho ông quân. Hôm ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam những người trên. Riêng ông Nguyễn Minh Quân bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Chấn động vụ chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ra đi trước Tết dài ngày. Hôm 18 tháng 1, ông Phúc đã bị Quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước trong một phiên họp bất thường. Một ngày sau một phiên họp bất thường khác của Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước, khiến ông Phúc trở thành vị nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam phải thôi chức giữa chừng. Tuy nhiên, cũng chính Trung ương Đảng đã tín nhiệm ông Phúc đến mức bất chấp quy định về tuổi tác để cho ông Phúc ở lại Trung ương và Bộ Chính trị hồi năm 2021 và bản thân quốc hội đã từng bỏ phiếu tín nhiệm ông Phúc rất cao với tỷ lệ trên 80% vào năm 2018 khi ông còn là thủ tướng chính phủ. Dù Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi khi chưa tròn nửa nhiệm kỳ là việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam, có tác động vô cùng lớn đối với tâm lý đảng viên và người dân và đòi hỏi đảng Cộng sản phải có cách xử lý và xác định trách nhiệm cho tương xứng. Một số nhà quan sát trong nước nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ. Với tư cách là chủ tịch nước, ông là người xét thứ hai trong bốn nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, còn gọi là tứ trụ, chỉ sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đảm đương hai chức vụ trong tứ trụ là Thủ tướng Chính phủ từ 2016 đến 2021, sau đó là Chủ tịch nước từ 2021 đến nay. Trước khi có thông báo bị cho thôi chức, Ông Phúc còn thấy chủ trì chương trình Xuân quê hương đón Tết với đại diện Việt Kiều vào tối ngày 14 tháng 1 và đến ngày 16 tháng 1 Ông còn đến chúc Tết Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam là Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng tại Chùa Quê Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước vụ ông Phúc, Trung ương Đảng khóa 13 đã có đến 10 ủy viên Trung ương. Trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Phạm Bình Minh, bị ngã ngửa giữa chừng con số chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng. Nhiều chuyên gia về chính trị Việt Nam cho rằng, việc ông Phúc ra đi có thể là do đấu đá nội bộ. Và việc ông Phúc rớt đại độc ngột giữa nhiệm kỳ như vậy có thể đưa Việt Nam đến giai đoạn bất ổn vốn có thể khiến cho bạn bè và các nhà đầu tư lo lắng. Trao đổi với đài tiếng nói Hoa Kỳ, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo tự do được biết đến với bút danh Ba Sầm nói. Nếu như theo dõi các quan chức Việt Nam lâu nay thì sẽ không ngạc nhiên một tí nào khi quan chức cao đến cỡ nào cũng có thể bị mất chức và nhúng chàm. Bà Võ thì Ánh Xuân đã trở thành quyền chủ tịch nước Việt Nam hôm 18 tháng 1 sau khi Quốc hội chính thức miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày. Theo báo chí trong nước, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định Chủ tịch nước đứng đầu nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Và trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới. Bà Xuân, 53 tuổi, được bầu làm Phó Chủ tịch nước vào năm 2021. Bị người tình từ chối nối lại tình cảm, một ông ở Tây Ninh dùng kéo đâm người tình đến chết. Tối 19 tháng Giêng, tức 28 tháng Chạp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Bảo Luân, 34 tuổi, ở xã An Bình, huyện Châu Thành, để điều tra về tội giết người. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày dẫn điều tra từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vào tháng 11 năm 2019, nghi can Luân có quan biết và sống như vợ chồng với chị có tên viết tắt là LTTH, 31 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 12 năm ngoái, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian này, Nghi Can Luân thường xuyên nổi cơn ghen với chị Hát. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Nghi Can Luân chạy xe gắn máy tìm chị Hát tại nhà trọ ở xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, với mong muốn nối lại tình cảm, nhưng chị Hát không đồng ý. Tức giận, Nghi Can Luân lấy cây kéo thủ sẵn trong người ra đâm chị Hát nhiều nhát đến chết. Gây án xong, ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường. Đây là vụ giết người tình thứ hai chỉ sau một ngày. Trước đó hôm 18 tháng Giêng, tức 27 tháng Chạp, báo thanh niên cho hai nghi can Trương văn Tùng, 28 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương, đã bị công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, bắt giữ giới cáo buộc giết người, phóng quả đốt phòng trọ để phi tan. Sự việc xảy ra một ngày trước, và nạn nhân được xác định là bà có tên viết tắt là TTHA, 45 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang. Bà này đến Hải Phòng làm ăn và thuê nhà trọ tại phường Quán Trữ, quận Kiến An. Tại đồn công an, nghi can Trương văn Tùng khai mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Khoảng 3 giờ chiều 17 tháng Giêng, tại phòng trọ của bà A, do cãi nhau, nghi can Tùng tức giận, lấy búa đập vào đầu người tình cho đến chết. Sau đó, nghi can Tùng đặt thi thể nạn nhân lên giường, lấy xăng từ xe gắn máy của nạn nhân để trong phòng tối lên giường, rồi châm lửa đốt nhằm phi tan. Theo thông tin của GTC, Thoạt đầu, người dân phát hiện một phòng trọ ở phường Quán Trữ, bốc cháy. Đội cứu hỏa và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hải Phòng mất gần nửa giờ mới dập tắt được đám cháy. Sau đó, tại hiện trường, nhà chức trách phát giác thi thể đã cháy thành than trong phòng trọ. Cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội bị truy tố với khung phạt từ 10 đến 20 năm tù. Cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, bị truy tố theo khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành ngày 18 tháng 1 nêu rõ ông Tuấn thông đồng với hai doanh nghiệp hợp thức quá hồ sơ đấu thầu. Hành động này bị nói gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Tội danh vi phạm trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng mà Diện Kiểm sát tối cao áp trong trường hợp ông Tuấn theo khoảng 3, điều 222, Bộ Luật Hình Sự Giới Khung Hình Phạt từ 10 đến 20 năm tù. Vào tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Quang Tuấn bị viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố với cùng tội danh. Lúc đó cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an tiến hành thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn. Ông Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội vào tháng 8 năm 2012. Đến giữa tháng 3 năm 2020 ông được bổ nhiệm chức giám đốc bệnh viện Bạch Mai thuộc Bộ Y tế. Bộ Công an Việt Nam từng xác định ông Nguyễn Quang Tuấn khi còn là giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã ký những văn bản liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Trong vụ này Bộ Công an đã bắt giam chính bị can. Khi về làm giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ông Tuấn cũng bị cho gây nên những bất mãn khiến xảy ra vụ 222 bác sĩ nhân viên của bệnh viện này nghỉ việc. Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021 thuộc đoàn Thủ đô Hà Nội. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Quang Tuấn có tên trong danh sách 868 người ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 687 về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Vào đầu tháng 1 vừa qua, ông Tuấn bị thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2016 và 2021. Thi thể bé trai lọt vào ống trụ cầu ở Đồng Tháp đã được đưa lên và an táng. Sau 21 ngày rơi xuống ống cọc bê tông ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, thi thể cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, đã được đưa ra bên ngoài. Nói với báo đài, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng 20 tháng Giêng, tức 29 Tết, hai cảnh sát cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí xuống độ sâu hơn 25 mét trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông nơi nạn nhân bị kẹt. Dùng thiết bị chuyên dụng đưa thi thể ra khỏi ống trụ bê tông để tiến hành các bước đưa về thăm nhà và an táng theo phong tục. Việc cứu hộ diễn ra thời gian dài nhưng do đất bao xung quanh, ở môi trường kính, quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường nên thi thể em bé đưa lên nguyên dạng, đưa về an táng theo nguyện vọng gia đình. Ông Bửu phân bua. Ông Bửu cho biết thêm kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ xác định cháu Hạo Nam tử dòng do đa chấn thương khi gia chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan hữu trách làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có. Ông Thái Văn Tấn Tài cha cháu hạo nam đội nón che mái đầu đã xuống tóc ngồi khóc trong góc nhà đôi mắt vô hồn trước bàn thờ lập dội bằng chiếc bàn học của hạo nam khi còn sống bà nguyễn thị mỹ linh mẹ bé khóc rấm rứt rồi ngất liệm di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc ba hoặc bốn tuổi trước đó khoảng 11 một giờ ba phút sáng 31 tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai cháu hạo nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình cầu rọc xe nằm trên đường tỉnh tám trăm năm mươi bảy xã phú lợi để nhặt sắt thì chẳng may bị lọt xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Các bạn đi cùng hô quán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu, nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó mất hút. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 m lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và truyền nước xuống cho nạn nhân, nước chuyển xuống chưa thấy cháu Nam dùng đến. Theo nhiều người dân, công trình cầu rọc sen đã được thi công khoảng 6 tháng nay, hiện đã hoàn thành việc đóng cọc âm cột bê tông. Nhiều cọc âm vẫn còn lộ thiên, cao so với mặt đất khoảng 5cm mà chưa được lấp đất đá. Khu vực công trình thi công nơi xảy ra vụ tai nạn có rào chắn tạm, biển báo. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, công trình vẫn đang hoạt động bình thường. Lúc cháu Nam cùng nhóm bạn đến, công trường đang ngừng làm việc, nhân công nghỉ trưa.